tình phụ tử thiêng liêng. Sau cuộc chiến thiệt hại thê thảm tại Kindosavati, Đức vua Pasenadi không những không hạ nhục mà tỏ thái độ cao đẹp như là quốc dương với quốc dương đối với kẻ chiến bại, làm cho tân vương Ajatasattu rất cảm kích. Tất cả voi ngựa, giáp bào, đao kiếm, quân nhu, quân dụng không những được ông vua cậu cho trả lại mà còn phụ cấp thêm lương thực, thực phẩm, bạc vàng, châu báu, hầu mong trở về tái thiết lại xứ sở sau cuộc can qua đã cạn kiệt tất cả tiềm lực. Đất Kashi cũng được đức vua Kosala trả lại để cho Rajagaha thu thuế, phụ thêm thu nhập hàng năm. Cô công chúa Vajiri cưng yêu, đức vua cũng gả cho Ajatasattu làm sự kết nối thân tộc lâu dài. Đức vua còn khuyên cháu tránh xa, loại bỏ dần bọn tham quan, cúi luồng, vua nịnh, biết gần gũi người trí tài và hiền đức. Ông vua cậu còn nói, cái tội giết cha là đại bất hiếu, là đại nghịch bất đạo, thế gian nguyền rủa. Nhưng chuyện đã rồi, hãy thành tâm cải sửa, lo chăm sóc mẹ cho chu đáo, hiếu thuận với mẹ để chuộc lại một phần nào lỗi lầm trong quá khứ. Trở về lại cung điện, suốt mấy ngày đức vua Ajatasattu không tiếp ai, không lâm triều, đóng cửa cung, chỉ muốn cô độc với riêng mình. Sau đó mấy hôm thì tâm tánh của Ajatasattu hoàn toàn thay đổi. Việc đầu tiên, đức vua đi tìm thái hậu, ôm chầm bà rồi khóc ròng rã, lắp bắp nhiều lần: xin mẹ tha thứ cái tội bất hiếu của con. Thái hậu Videhi cảm nhận những giọt nước mắt chân thật của con, nhưng bà cũng nghẹn ngào không nói được. Từ hôm đó, Ajatasattu luôn để ý chăm lo cái ăn, cái ngủ và hằng sai thần y Chivaka thang thuốc cho thái hậu. Nhờ được Đức Phật giáo giới, nhờ đứa con ngỗ nghịch đã thay tâm đổi tánh, nhờ sầu buồn đã được nguôi khuây, và cũng nhờ những thang thuốc đúng căn đúng bệnh của thần y, nên không bao lâu sau, thái hậu hoàn toàn bình phục, sức khỏe trở nên khang kiện. Thế là nơi này sóng gió không còn nữa, một làn khí thanh bình và mát mẻ như tràn ngập cả cung điện, cảnh và người. Thỉnh thoảng, đức vua Ajatasattu bỏ hậu, bỏ phi, bỏ cùng Nga thể nữ để dùng cơm với mẹ cùng tiểu thái tử Udayipada, như là với những người thân nhất còn lại trong gia đình. Trẻ Udayipada rất cứng đầu, ngoan nghịch, được Ajata nuông chiều, nó lại càng trở tính trở nết, đôi khi lì lợm, có dạy bảo, không biết nghe lời bất cứ ai. Hôm nọ, thái hậu nói: con đừng nên cưng chiều tiểu thái tử quá đáng như vậy, nó sẽ hư đấy. Vì con thương yêu nó quá, thưa mẹ. Thương thì có nhiều kiểu thương kia mà. Con không hiểu. Đôi mắt thái hậu chợt xa xăm. Tiên đế thương yêu con kiểu khác, con có biết không? Mẹ nghĩ trên đời này có ai thương yêu con bằng phụ hoàng của con. Đức vua Ajatasattu chợt động lòng, trái tim như bị chùng xuống, một vết thương đâu đó chợt thốn đau, nhức buốt. Mẹ, hãy kể cho con nghe đi. Thái hậu liền nói: khi mẹ đang mang thai con, bỗng dưng có một sự thèm muốn rất lạ lùng, là muốn uống máu phụ hoàng con. Sự thèm muốn này càng ngày càng mãnh liệt mà không được đáp ứng thỏa mãn, nên mẹ càng ngày càng xanh xao, vàng vỏ. Phụ hoàng con ân cần săn sóc, hàng hỏi, cố tìm hiểu nguồn cơn, nhưng mẹ nào có dám nói. Hôm ấy, phụ hoàng con cầm dao gọt trái cây cho mẹ ăn, vô tình lưỡi dao cắt xâm phạm vào ngón tay nên máu chảy dầm về. Thế vậy, mẹ cầm ngón tay máu của phụ hoàng con mà nuốt lấy nuốt để, rất là say mê. Từ đó, mẹ bắt đầu ăn được, ngủ được, thân sắc trở lại như xưa. Sau đó, phụ hoàng con thắc mắc, mẹ mới kể thật cái chuyện thèm máu ấy. Một số quan đại thần chiêm tinh nghe được chuyện ấy, khuyên phụ hoàng con nên phá bỏ thai nhi là con khi đang còn trong thai bào, nếu không sau này nó sẽ uống máu của đức vua cách này hay cách khác, là đại họa cho vương triều đó. Phụ hoàng con khăng khăng không chịu, nói rằng dầu sao thì nó đã hình thành một sự sống,
ta là đệ tử của Đức Thế Tôn, ta không thể nào tước đoạt mạng sống của chúng sanh. Ngay chính mẹ cũng thấy đây là hiểm họa mai này cho phụ vương con, mong phụ vương con quyết định. Nhưng phụ vương con nói rằng, nếu ta đã gây nhân nào đó trong quá khứ, thì ta phải chịu trả quả. Chứ trẻ trong thai bào kia, nó đã có tội tình gì? Nghe kể lại chuyện xưa, đức vua Ajatasattu gục khóc nức nở. Còn nữa, con có biết không? Bà Videhi kể tiếp, khi con mới chừng 3-4 tuổi, trên ngón tay trỏ của con có một mụn nhọt, mưng mủ, sưng tấy lên rất đau, nên con khóc hoài khóc quỷ, khóc ngày khóc đêm. Phụ hoàng con thương quá, nên bế lên đùi, hôn hít nựng nịu, lấy miệng thổi nhẹ nhẹ lên vết thương. Thấy con nín khóc, phụ hoàng con bèn dùng miệng ngậm ngón tay của con, vừa ngậm, vừa hít hà nhẹ nhẹ, thì quả nhiên, nhìn sắc mặt của con thì biết sự đau nhức đã đỡ đi nhiều. Thế rồi phụ hoàng con không dám bỏ miệng ra khi con đang thiều thiều ngủ. Do hơi ấm ngậm một nhọt lâu, cái nhọt dở, máu và mủ chảy ra. Phụ hoàng sợ con tỉnh giấc, ông nuốt luôn cả máu và mủ độc ấy vào bụng mà không nhầm gớm chút nào. Thái hậu Videhi kể đến ngang đây thì đức vua quăng chén bát hối hả đứng bật dậy, chạy lao ra khỏi phòng, tiếng nói vọng lại: "Mẹ đừng kể nữa, mẹ đừng kể nữa, con chịu hết nổi rồi." Thần y Chivaka chứng kiến câu chuyện của hai mẹ con từ đầu chí đuôi, ông thở dài: "Nếu Ajatasattu nghe được chuyện này sớm hơn thì cái quả nghiệp của tiên hoàng chắc sẽ xảy ra cách khác chăng? Ôi, người ta nói rằng tình mẫu tử thiêng liêng, mà ở đây tình phụ tử cũng thiêng liêng nào có khác gì."